Em Đào xin chào tất cả các chị đẹp của nhà Quỳnh Anh Luxury. Các chị ơi, ngày hôm nay nhà Quỳnh Anh lên sóng một em dạ hội dáng áo dài siêu đẹp luôn các chị. Và các chị thấy là hiện tại em đang diện trên người đây là tông màu lá cẩm. Phải nói là dạ hội dáng áo dài xưa nay là em chưa thấy ai mai bông màu lá cẩm luôn. Và đây là lần đầu tiên xuất hiện tại nhà Quỳnh Anh các chị nha. Nếu chị yêu nào mà yêu thích sự độc lạ và đẹp thì ngày hôm nay các chị phải sở hữu em Đào này của bên em ha các chị mình ha. Mã sản phẩm là 7551, có đầy đủ size đến tận là 75 cân. Cả nhà tha hồ mà lựa chọn cho em luôn. Em này thì em làm chất vải là von chiffon cao cấp, mềm mại và rũ vải đặc biệt, không bao giờ sợ bị nhăn cho em luôn các chị mình nha. Bây giờ thì các chị nhìn tổng quan form dáng cho em nè cả nhà. Đó, quá đẹp và quá sang luôn cả nhà ơi. Với mẫu này nha, và các cô hay là các chị mình trầm thêm cho em một cái túi xách nữa thôi là đảm bảo các cô các chị mình sẽ vô cùng là xinh đẹp cũng như là nổi bật bước đến bất kỳ bữa tiệc nào ha cả nhà mình ha. Và đặc biệt tông màu ngày hôm nay em thích quá cả nhà ơi, tông màu lá cẩm mang lên nhìn dịu dàng và nữ tính dễ sợ luôn á cả nhà mình nha, rất là đẹp luôn.